Trở lại chương trình tin tức của Hoa Kỳ. Hạ viện của Hoa Kỳ sẽ bước sang tuần thứ ba không có chủ tịch Hạ viện, vẫn chưa có sự thay thế rõ ràng. Như vậy điều gì sẽ xảy ra? Vào ngày 3 tháng 10, 8 đảng viên của đảng Cộng Hòa do Matt Gaetz lãnh đạo, hợp tác với tất cả thành viên của đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu lật đổ chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Trong khi nhiều thành viên của đảng Cộng Hòa bày tỏ sự phẫn nộ thì mọi chuyện nhanh chóng trở nên rõ ràng. Ông Kevin McCarthy không còn đường quay trở lại con đường cầm quyền của mình trong bối cảnh không hài lòng từ nhiều bên. Kể từ đó, đảng Cộng Hòa đã tranh giành chiếc ghế chủ tịch của Hạ viện mà không thành công. Lần đầu đảng đề cử lãnh đạo đa số Steve Scalia thay vì chủ tịch ủy ban tư pháp Hạ viện Jim Jordan cho vị trí cao nhất trong Hạ viện, cuộc bỏ phiếu kín 111 phiếu thuận và 99 phiếu trống. Tuy nhiên, việc ứng cử của ông Scalia chưa bao giờ được đưa ra Hạ viện trong một cuộc bỏ phiếu đầy đủ của Hạ viện, vì đảng Cộng hòa Louisiana cho thấy sự phản đối trong đảng và ông đã khiến không còn cơ hội trở thành chủ tịch của Hạ viện. Ông Jordan, ứng cử viên thứ hai của đảng Cộng hòa cho chức vụ này, đã bị buộc thôi việc vào tuần trước khi ông Scalia rút lại ứng cử đảng Cộng hòa trong một cuộc bỏ phiếu kín khác đã đề cử ông Jim Jordan làm chủ tịch. Nhưng cái rạn nứt vẫn còn rất là rõ ràng trong cuộc bầu cử này. Ông Jordan đã nhận được 124 phiếu bầu, trong khi đó dân biểu Austin Scott, người không tham gia vận động tranh cử, tuyên bố sẽ bước vào cuộc bỏ phiếu đã thu được 81 phiếu bầu. Nhưng vì ứng cử của ông Jordan giống như ông Scalia đã chùn bước. Sau 3 tuần bỏ phiếu thất bại trong cái bầu chủ tịch Hạ viện vào tuần trước, đảng Cộng hòa trong cuộc bỏ phiếu kín đã đồng ý rút lại cái đề cử của ông Jordan. Ban đầu ông Jordan thu được 200 phiếu, thiếu 17 phiếu so với những gì ông cần để làm chủ tịch Hạ viện. Ở cuộc bầu cử thứ 2 và thứ 3, ông Jordan tiếp tục mất đi sự hỗ trợ. Điều này cho thấy rõ ràng đã hứa ở lại cuộc đua nhưng rất có thể sẽ không vượt qua cái vạch đích. Sau khi đảng Cộng hòa loại bỏ ông khỏi vị trí chỉ định làm chủ tịch Hạ viện, ông Jordan đã thừa nhận thất bại và cho biết ông sẽ tiếp tục làm việc để bầu được ứng cử viên cuối cùng. Ông Jordan nói, chúng ta cần phải ngồi lại với nhau và tìm ra ai làm chủ tịch Hạ viện. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ nhất có thể để giúp đỡ những cá nhân đó để chúng tôi có thể giúp đỡ người Mỹ. Tuần này, cái đảng Cộng hòa vẫn tiếp tục cố gắng tìm cái ứng cử viên của đảng có thể đồng ý khi họ sắp kỷ niệm 3 tuần khi ông Kevin McCarthy lật đổ. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng chính trị tại Israel vẫn được đang quốc hội chờ giải quyết. Quốc hội không thể làm gì nếu không có chủ tịch Hạ viện. Vì ông Jordan bị loại khỏi cuộc đua, đây là điều cần chú ý khi đảng Cộng hòa quay trở lại đòi Capitol. Có 8 ứng cử viên. Hiện giờ đang công bố cho chức vị chủ tịch cao nhất của Hạ viện mà không có ứng cử viên dẫn đầu nào rõ ràng trong số đó. Và nhiều ứng cử viên khác có thể vẫn chưa được công bố vì đảng Cộng hòa có thời hạn đến cuối ngày 22 tháng 10 để công bố cuộc tranh cử. Ông Scott, người đã nhận 40% phiếu bầu trong đảng, đối đầu với ông Jordan đã tuyên bố ông sẽ tranh lại chiếc chủ tịch Hạ viện. Ông Scott, người đăng trên cái trang mạng X, chúng ta muốn trở thành đa số, chúng ta cần hành động đa số, điều đó có nghĩa là chúng ta phải làm những việc đúng đắn và đúng cách. Cùng tham gia tranh cử đó là người đứng đầu của Majority Whip, đó là ông Emmer, một đảng Cộng hòa cao cấp hiện nay nhất để tham gia cuộc đua. Ông Emmer này bắt đầu là có một số thành viên của đảng Dân Chủ đã bắt đầu signaling ủng hộ cho ông này. Người ta đồn đoán ông Emmer sẽ giành vị trí của ông Scalia, nhưng ông Scalia đang giữ cái chức vụ, đang tranh cử cái chức vụ chủ tịch Hạ viện. Giờ đây đã tự ngã mũ vào cuộc đua. Trong cuộc tranh cử còn lại là Brian Donald của tiểu bang Florida, ứng cử viên có nhiều khả năng thuộc phe cánh hữu nhất trong đại hội đảng Cộng hòa. Những thành viên của Freedom Caucus bảo thủ Donald sẵn sàng làm việc với thành viên ôn hòa hơn trong đảng. Bảo thủ bằng Jim Jordan không? Nhưng mà Jim Jordan còn không được mà. Tôi nghĩ là đảng Dân Chủ sẽ giúp đỡ một thành viên của đảng Cộng hòa và nghĩ đảng Cộng hòa là ai làm chủ tịch sẽ bắt tay với đảng Dân Chủ. Đây là điều mà chúng ta hoàn toàn không muốn. Rồi vì sẽ lựa chọn một cái nhân vật mà nó còn subprimal hơn cả luôn Kevin McCarthy. Trong cái cuộc đàm phán nội bộ về việc giữ cho chính phủ mở cửa tháng trước, ông Donald là đồng tác giả của một thỏa hiệp nhằm để giữ cho chính phủ được tài trợ, đồng thời tăng cường an ninh biên giới bằng cách đưa vào một số điều khoản về luật nhập cư. Tuy nhiên, cái biện pháp đã thất bại so với sự phản đối
của ông Gates và các đảng viên Cộng hòa khác, mặc Donald mà cũng bị phản đối nữa. Trong khi đó, dân dân biểu Calvin Hurd của Oklahoma, một thành viên của Ủy ban nghiên cứu đảng Cộng hòa, một cơ sở bao gồm những đảng viên Cộng hòa Trung dung và đảng Cộng hòa cánh hữu, cũng đang tìm kiếm đề cử của đảng mình. Ông Hurd cũng ban đầu tham gia cuộc đua ngay cả mà Kevin McCarthy lật đổ, nhưng đã rút lui do tỷ lệ ủng hộ Scalia và Jordan cao hơn. Bây giờ ông Hurd trở lại cuộc đua và nói chúng ta cần phải đoàn kết và thực hiện nhanh chóng. Ông Hurd nói trong bài đăng quát thông báo tranh cử rằng trong đó ông đề cập đến việc ông Jordan đã không giữ cái niềm tin của đảng mình. Tôi đã nói chuyện với những thành viên của hội nghị trong tuần qua, chúng tôi cần một kiểu nhà lãnh đạo khác. Người có thành tích thành công là được chứng minh lý do tại sao tôi tranh cử chức vị chủ tịch Hạ viện. Cùng tham gia những ứng cử viên đó còn những ứng cử viên ít tên tuổi hơn: Gary Palmer, Jack Berman, Mike Johnson, Pete Sexton. Vào ngày 23 tháng 10, họ đã trở lại đồi Capitol. Đảng Cộng hòa sẽ tổ chức một diễn đàn ứng cử viên, nơi họ sẽ nghe ý kiến từ những người này và bất kỳ ứng cử viên nào khác được công bố. Sau đó họ sẽ tiến hành bỏ phiếu lần thứ ba cho ứng cử viên chủ tịch Hạ viện, có thể là lần bỏ phiếu kín. Vào thời điểm đó, đảng Cộng hòa sẽ tùy thuộc vào việc thu hẹp cái phạm vi và chọn ai là người mang tiêu chuẩn thứ ba của họ. Nhưng đảng viên của đảng Cộng hòa bị chia sẻ sâu sắc, thì một số đảng Cộng hòa khác đã tìm kiếm sự lộ lựa chọn khác là trao cho chủ tịch lâm thời Patrick McHenry cái quyền hạn khẩn cấp. Cuộc chiến chủ tịch Hạ viện giữa đảng Cộng hòa diễn ra ở thời điểm bất tiện của Washington. Trong một tháng nữa, dự luật tài trợ tạm thời khiến Kevin McCarthy mất việc sẽ hết hạn và khả năng chính phủ đóng cửa là rất cao. Đảng Cộng hòa cũng đang tìm đối phó với một cuộc tấn công của Israel và Hamas, nhóm người Palestine từ lâu đã bị chính phủ Mỹ coi là tổ chức khủng bố. Ông Biden thà đứng đục thả câu đã yêu cầu 106 tỷ đô la viện trợ chung cho Ukraine và Israel, một con số mà nhiều đảng viên đảng Cộng hòa sẵn sàng chấp nhận, không sẵn sàng chấp nhận. Nhưng trước cái tai họa đang diễn ra khắp nơi thì Hạ viện và nói chung rộng hơn là Washington bị tê liệt vì không có chủ tịch Hạ viện. Vì điều này, một số đảng Cộng hòa đưa ra khả năng trao cho McHenry cái đảng Cộng hòa được trao, cái đảng viên đảng Cộng hòa được Kevin McCarthy lựa chọn thay thế cho ông nếu bất kỳ điều gì xảy ra với ông. Khả năng hoạt động như một chủ tịch Hạ viện tạm thời khi đảng Cộng hòa sắp xếp mọi việc trong hội nghị của họ. Con đường này là con đường mà nhiều đảng Cộng hòa không sẵn sàng chấp nhận. Trên giấy tờ hiến pháp không cấm làm như vậy. Điều 1 của hiến pháp chỉ ra Hạ viện có thể chọn một chủ tịch Hạ viện, quyền hạn của người phát biểu được quy định bởi những quy định của Hạ viện. Tuy nhiên, nhiều đảng viên của đảng Cộng hòa, bao gồm cả Chip Roy và một số thành viên khác, đã không chấp nhận cái nghị trình như vậy. Tuy nhiên, vẫn chưa hiểu rõ con đường này sẽ nghiêm túc hay không. Hiện tại vẫn chưa hiểu rõ đảng Cộng hòa có thể ủng hộ ai để giành cho cái búa chủ tịch Hạ viện. Và đó là những gì mà toàn bộ cả một câu chuyện về cái điều gì xảy ra khi Hạ viện tuần thứ ba vẫn tiếp tục không có chủ tịch Hạ viện. Và đó là tuần này. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình Tin tức của Hoa Kỳ tiếp theo. Chào tạm biệt.